Thưa quý vị cử tri, thưa với đồng hương đồng bào. Xin được giới thiệu với tất cả quý vị, ứng cử viên Mark Nguyễn cho địa hạt 3 của thành phố Westminster ngày 17 tháng 9 năm 2024 vừa qua. Mark Nguyễn đã được chính thức Hiệp hội Cảnh sát Westminster và Hiệp hội Lính cứu hỏa chuyên nghiệp của quận hạt Orange County. Hai cơ quan này đã endorse cho Mark Nguyễn ứng cử viên vào vị trí City Council, tức là nghị viên của thành phố Westminster ở địa hạt 3. Thưa quý vị, khi mà Hiệp hội Cảnh sát cũng như là Hiệp hội Lính cứu hỏa chuyên nghiệp mà người ta muốn endorse cho bất cứ một ứng cử viên nào, thì người ta phải mời phỏng vấn tất cả những ứng cử viên ở trong cái thành phố Westminster này. Và sau các cái cuộc phỏng vấn từng người một như vậy, họ mới chọn ra một người để họ endorse. Chính vì vậy mà cái việc Hiệp hội Cảnh sát Westminster và Hiệp hội Lính cứu hỏa chuyên nghiệp của quận hạt Orange County endorse cho Mark Nguyễn ứng cử vào địa hạt 3 thành phố Westminster đã là một cái bằng chứng để bảo đảm về tư cách, nhân cách và năng lực của Mark Nguyễn. Hiện nay, anh Mark Nguyễn đang là chủ tịch của Hội đồng Giám đốc Sở Môi trường Vệ sinh Midway City và anh cũng đang là Manager IT cho quận hạt Orange County hơn 15 năm qua. Mark Nguyễn đã có một cái quá trình làm việc cho cư dân của thành phố Westminster từ năm 2018 với vị trí đầu tiên là chuyên viên ở trong Ủy ban Quy hoạch của thành phố. Và năm 2021, anh được 4 người giám đốc của Sở Môi trường Vệ sinh Midway City tiến cử anh thế cái thời gian còn lại sau khi bà Rice qua đời ở vị trí giám đốc của Sở Môi trường Vệ sinh. Và đến năm 2021, Mark Nguyễn ứng cử trở lại, anh đắc cử. Và năm 2022, anh được 5 vị giám đốc trong Sở Môi trường Vệ sinh bầu làm Phó Chủ tịch Hội đồng Giám đốc. Đến năm 2023, được 5 vị giám đốc Sở Môi trường Vệ sinh bầu anh làm Chủ tịch Hội đồng Giám đốc của Sở Môi trường Vệ sinh Midway City cho đến nay. Xin quý vị cử tri, đồng hương, đồng bào hãy dành lá phiếu của mình bầu cho Mark Nguyễn, ứng cử viên vào City Council Westminster địa hạt 3. Rất trân trọng và tha thiết kêu gọi quý vị hãy dành niềm tin của mình cho Mark Nguyễn, vì đã có Hiệp hội Cảnh sát Westminster và Hiệp hội Lính cứu hỏa chuyên nghiệp của quận hạt Orange County endorse. Xin tha thiết kêu gọi lá phiếu của quý vị và xin chúc quý vị nhiều sức khỏe. Hãy hăng hái bầu cử, chọn lựa những người xứng đáng vào vị trí Tổng thống nước Mỹ, dân biểu của liên bang, dân biểu của tiểu bang và các vị trí ở thành phố Westminster của chúng ta. Xin cảm ơn tất cả quý vị.